Chào cả nhà nha. Thì trước mắt mọi người đây thấy cái trụ này các thứ mọi người nghĩ đây nó là cái gì? Mọi người có tưởng tượng ra đây được là cái gì? Toàn những trụ gạch xây rất là lớn đúng không? Đây thì lâu lắm rồi mình mới cũng, có dịp ghé đây thì quay cho mọi người xem đấy. Rất là nhiều. Đấy, toàn những cái trụ này bây giờ là trồng cây này là cây cao su nha mọi người nha. Đấy. Mọi người thấy không? Đây còn những cái trụ bây giờ nó bể đây, chân trụ này bể ra như vậy này. Đấy, bên kia nữa kìa, người ta đập hết đi rồi. Cũng chia sẻ với mọi người là những cái trụ này ấy, cách đây khoảng năm 2004, 2003, 2004 gì đó, hơn chục năm về trước đó. Thì mười mấy hai chục năm về trước ấy, thì đây là những cái trụ mà trồng cây hồ tiêu, gọi là cây tiêu ấy, ở khu vực Đông Nam Bộ này. Đây bây giờ nó vẫn còn có những cọng dây màu đen để cột này. À đây này, cho mọi người thấy này, đây vẫn còn cái thân của cái cây tiêu này. Đây này, nó mặc dù chết khô rồi này. Đây là hồi xưa là người ta trồng tiêu nha mọi người nha. Thì mình nghĩ gia đình mà xây toàn những cái trụ lớn như thế này thì cũng là tương đối là khá giả đấy. Thời điểm đấy giá tiêu nó tương đối là cao, rất là khá giả, toàn trụ rất là lớn quá trời. Bạn thấy nhìn một trụ gạch như thế này thì một trụ như thế này nó khoảng là mình nhìn sơ thì nó khoảng là 400 đến 500 viên gạch, là một trụ này là ít hơn hơn 500 viên. Thì nguyên một cái vườn rộng lớn như thế này, bên kia nữa kìa, mọi người nhìn thấy xa nữa, bên kia hút chỉ bên kia lâu vẫn thấy còn cái trụ thấy tương đối là rộng này, rộng lắm. Mình nghĩ là trước đây gia đình này cũng là rất là khá giả, tại vì có điều kiện thì mình mới xây được những cái trụ như thế này. Mà mỗi một trụ như thế này thì trồng được khoảng là trên chục cái gốc gốc hồ tiêu. Còn bình thường nếu mà trụ nhỏ như cũng nhiều nhà người ta trồng trụ nhỏ, cái cột nhỏ thì một gốc trồng được khoảng là hai gốc rồi. Một trụ thì trồng được khoảng 2 gốc, còn xây những trụ như này thì trồng khoảng được trên chục gốc. Đó. Cho nên là bây giờ tiêu nó không còn là sống được nữa thì người ta, với lại giá cả thấp đúng thì người ta vẫn bỏ trồng. Đây này vẫn còn một dây hồ tiêu vẫn đang còn sống này. Đây là mọi người này, đây này. Sống đây này, đây trái này, trái vừa hạt tiêu đấy, hạt tiêu mà mình ăn phở hay các thứ là nó vẫn còn trái này. Đây trụ này vẫn đang còn được một dây đang còn sống, à hai dây này. Bên này dây nữa này, đấy người ta trồng như thế này này. Đấy, thấy không? Rộng rãi quá, rộng rãi. À dưới kia vẫn còn một trụ. Đó, dây tiêu vẫn đang sống. Thì trồng tiêu thất thủ thì chuyển qua trồng cây cao su. Cây cao su mọi người thấy hiện tại đây này, cây gốc to như thế này mà người ta cạo được có một năm hai năm gì đó là người ta bỏ luôn, tại vì bỏ không cạo nữa luôn. Nhà này này chắc có điều kiện cao su cũng không cạo luôn này. Gốc nào gốc lấy nó to đùng luôn. Đấy, gốc cao su to như thế này mà không khai thác luôn nè. Ổn không mọi người? Đấy rất là ổn. Mà bây giờ bên trước kia thì người ta cũng đã làm một số trang trại chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt rồi. Còn ở đây thì còn toàn trụ cao su.
trụ với lại trồng cây cao su này thì bỏ thôi, trụ này bỏ thôi chứ biết bao nhiêu gạch đưa về đây. Nếu mà chỗ đống gạch này phải xây được căn nhà lớn luôn đấy, mình nghĩ là như thế đấy. Mọi người thấy đây là những cái bao trấu chăn nuôi này, phân gà thứ ở trong trang trại, để mình quay lại cái chỗ một số trang trại cho mọi người xem. Đây bây giờ người ta bỏ hết thì người ta đây người ta làm trang trại. Đây trang trại chỗ này thì người ta nuôi heo này. À đây, đây cho mọi người xem này. Đây là heo rừng lai nha mọi người. Đây. Mọi người thấy rõ không? Đấy, đấy. Những chú heo rừng lai. Bên này con heo mẹ bên này này. Đây. Mọi người thấy rõ không? Đấy, con heo mẹ. Dữ lắm. Này nuôi giống heo rừng này, heo rừng lai thôi mà cũng rất là dữ. Bên này là trang trại cũng nuôi gà này. Trang trại này mới sắp gà xong thì đang dọn dẹp vệ sinh. Đấy, chuẩn bị đón những lứa gà mới về này. Đấy, cũng đã vệ sinh quét vôi sạch sẽ rồi này. Đấy, trấu để trải trải dưới nền này. Để lên sẵn. Đây cái trại bên này thì xuất rồi nè mọi người, xuất rồi nhưng còn lại sót lại một số con nó ốm yếu, người ta đang nuôi lại, cũng hót hót phân của nó trấu đi hết rồi, trong khi có trứng kìa. Gà này nuôi tầm 4 tháng là đẻ trứng rồi. Mọi người thấy không? Kìa có trứng kìa. Đấy, có hai quả trứng mọi người thấy không? Trứng. Giữa màn hình em nói là cái trứng này lui trên chỗ kia tí có trái trứng rồi, trắng trắng đó. Gà này được xuất rồi, gà này tầm 4 tháng hơn rồi. Còn được một số con này mập lắm, con nào con ấy nhìn mập ú u. Gà này ăn cực kỳ ngon rồi. Bên kia là cái trại đang tầm khoảng nửa tháng nữa là được xuất. Cái video trước em có đăng đó là cái trang trại bên đó. Đấy, bây giờ người ta đây còn có trụ tiêu. Nhờ trồng tiêu không được, người ta trồng đây là cái bụi thanh long đó mọi người. Đấy, cây thanh long bên kia có bụi nữa này. À, trồng tiêu không được thì người ta trồng cái thanh long này, thanh long mà nó bụi bự như thế này luôn. Quá xá là bự. Kế bên đây thì có cái vườn điều, vườn cây điều, gọi là cây đào đào lộn hộp đấy. Và đất chắc đất của người ta. Còn bên này dưới bờ rào bên này thì trang trại này. Còn là tít dưới kia nữa thì nọc tiêu. Đây, đây cũng là nọc tiêu hồi xưa này. Cách đây mười mấy năm. Gia đình nào mà thời điểm cách đây mười mấy năm mà xây những cái nọc tiêu như thế này là cũng hơi khá, gia đình rất khá giả. Cái nỗi mà cây cao su nó to lớn như thế này, mọi người thấy rất to nhá, cây gốc này, hoành nó phải là cả trăm rồi chứ gì mà không cạo luôn. Gốc này bây giờ là cạo phải được khoảng 4 miệng, 4 tô. Ít ra bây giờ cạo một gốc này phải được 3, 3, 3 miệng cạo đến 4 miệng cạo mà không cạo luôn này. Toàn cây bự bự. Đây là khu vực Bình Phước nha mọi người nha. Thanh Lương, Bình Phước nha. Khu vực Bình Phước gần nhà máy xi măng Hà Tiên của Bình Phước nha. Trong đây toàn trang trại chăn nuôi thôi mọi người. Đấy, chạy đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã ghé xem nha.